Đến đây mình tin chắc rằng rất nhiều anh chị, nhiều bạn và nhiều em cũng có trải nghiệm tương tự như mình, đã từng tự nói với bản thân những lời độc hại như vậy. Chưa cần biết người khác có nói những lời như thế với mình hay không, thì chính mình đã tự nói những lời tự hủy hoại bản thân, khiến tinh thần mình bị ăn mòn. Xin chào, cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Vườn Ánh Sáng. Đây là nơi mình chia sẻ những cách hiệu quả giúp vượt qua trầm cảm và một số rối loạn tâm lý. Bên cạnh đó, lan tỏa những phương pháp giúp nâng cao sức khỏe tinh thần. Chủ đề của video này là về một hội chứng với tên gọi hội chứng tự phá hủy. Đây có thể là lần đầu tiên bạn được nghe về hội chứng này, nhưng cũng rất có khả năng bạn đang mắc phải hội chứng này mà không hề hay biết. Video này được tạo ra với mục đích cung cấp thông tin và giới thiệu phương pháp để bạn tham khảo, không nhằm mục đích chẩn đoán. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải một vấn đề tâm lý nào đó, để có được thông tin cụ thể cho trường hợp của riêng bạn, mình khuyến khích bạn đến gặp các bác sĩ hay các chuyên gia trị liệu tâm lý để có được chẩn đoán chính xác nhất. Vậy thì hội chứng tự phá hủy là gì? Đây là một hội chứng mà nhiều người mắc phải nhưng không ý thức được cuộc sống bị tác động nhiều đến thế nào. Trước hết, mình sẽ đưa ra một số tình huống để bạn chiêm nghiệm. Có phải bạn cảm thấy bạn hoàn toàn có khả năng nhưng lại luôn thất bại và không đạt được những mục tiêu mà bạn đã đặt ra? Hay bạn có rất nhiều ưu thế và điểm mạnh nhưng lại thường xuyên để lỡ nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống, dù là trong chuyện học hành, chuyện công việc, chuyện tình cảm? Hoặc mỗi khi gần chạm tay đến một điều gì đó rất tốt cho bản thân bạn, thì theo một cách nào đấy bạn lại buông xuôi và ngừng cố gắng? Nếu tất cả những tình huống này mô tả đúng về bạn, thì rất có khả năng bạn đang gặp phải hội chứng tự phá hủy. Tham khảo từ các bài viết trên trang web của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ APA, hội chứng tự phá hủy là: thay vì làm những điều tốt cho bản thân, tốt cho sức khỏe, tốt cho những mối quan hệ, tốt cho việc đạt những mục tiêu trong cuộc sống, thì lại làm những điều hoàn toàn ngược lại, lựa chọn những điều gây hại cho sức khỏe, lựa chọn những điều làm tan vỡ các mối quan hệ và không làm gì để đạt các mục tiêu trong cuộc sống. Hay nói một cách ngắn gọn, hội chứng tự phá hủy là biết những điều tốt cho bản thân nhưng không làm, thay vào đó làm những điều không tốt để tự hủy hoại bản thân và những cơ hội đến với bạn. Đến đây có lẽ bạn đã hiểu phần nào hội chứng tự phá hủy là gì và đang tự đặt câu hỏi xem liệu bạn có mắc phải hội chứng này hay không. Ở phần tiếp theo của video này, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn những biểu hiện của hội chứng tự phá hủy và bạn hãy đánh giá xem bạn đang có bao nhiêu biểu hiện trong những biểu hiện dưới đây. Biểu hiện thứ nhất, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực trong mọi tình huống. Bạn dành rất nhiều thời gian chỉ để tập trung vào những điều tiêu cực trong mọi tình huống và bạn chỉ cảm thấy thoải mái cho đến khi bạn tìm ra những điểm không tốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn ngạc nhiên khi những việc mà bạn làm đem đến kết quả tốt. Nếu những điều này là đúng đối với bạn, bạn có thể đang tự phá hủy bản thân bằng quan điểm sống mà chỉ tập trung vào những điều tiêu cực. Cách nhìn cuộc sống bi quan không chỉ gây ảnh hưởng đến các mục tiêu, những mối quan hệ mà còn có hại cho sức khỏe của bạn. Biểu hiện thứ hai, nghi ngờ về những thành công mình đạt được và cảm thấy không xứng đáng. Bạn liên tục nghi ngờ về năng lực của bản thân. Bạn cảm thấy khó khăn để ghi nhận những thành công của chính mình. Kể cả bạn đạt điểm cao trong bài kiểm tra hoặc nhận được công việc mà bạn mơ ước hay hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào, nhưng bạn lại nghĩ rằng bạn đạt được là do may mắn, không phải do bạn thật sự có khả năng. Đúng là có những lúc chúng ta đạt được điều này hay điều khác mà không cần nỗ lực gì, nhưng những trường hợp như thế rất hiếm. Thói quen nghi ngờ và cảm thấy bản thân không xứng đáng phá hủy nhiều cơ hội trong cuộc sống của bạn. Chẳng hạn như bạn không cố gắng đạt được những công việc hay vị trí mà bạn muốn và xứng đáng với năng lực của bạn. Hay bạn không chủ động kết bạn với một ai đó vì nghĩ rằng bản thân chẳng có gì thú vị. Biểu hiện thứ ba, trì hoãn không làm việc cần làm hoặc không đưa ra quyết định cần quyết định. Trì hoãn là thói quen mà bạn chần chừ hoặc để qua một bên, không làm một việc gì đó đang cần được chú ý đến hay cần được giải quyết ngay. Bạn thường xuyên đợi cho đến ngày hạn mới bắt đầu làm. Ví dụ như hôm sau phải nộp bài luận thì hôm nay bạn mới viết, hay ngày mai phải giao báo cáo thì tối nay bạn mới làm.
hoặc đến giờ hẹn mới bắt đầu chuẩn bị đi. Nếu như bạn cảm thấy quá tải, mệt mỏi, không còn khả năng để suy nghĩ hay tập trung, hoặc chỉ đơn giản là bạn lười, thì trì hoãn là điều dễ hiểu. Nhưng nếu bạn thường xuyên trì hoãn chỉ vì bạn cảm thấy không muốn làm một việc gì đó, thói quen này sẽ khiến bạn bị thụt lùi trong rất nhiều khía cạnh của cuộc sống, dẫn đến việc bạn không hài lòng với những gì bạn làm, dù ở trường hay ở nơi làm việc. Những người có thói quen trì hoãn sẽ thường xuyên bị căng thẳng và lo âu, cũng như dễ bị trầm cảm. Biểu hiện thứ tư là làm quá khả năng, quá mức cần thiết. Bạn không biết cách nói không và tự buộc bản thân vào quá nhiều trách nhiệm. Bạn cảm thấy khó khăn khi phải nói ra và bảo vệ cho những mong muốn của riêng bạn và không biết cách đặt những giới hạn rõ ràng. Bạn luôn thấy bản thân thường làm mọi việc quá khả năng, quá mức cần thiết, luôn đặt bản thân ở vị trí cuối cùng và thường xuyên bị nhờ vả để làm cái nọ, cái kia thêm một chút nữa. Biểu hiện tự phá hủy này sẽ khiến bạn căng thẳng nhiều hơn. Biểu hiện thứ năm, quá nghiêm khắc với bản thân. Bạn liên tục đánh giá thấp về bản thân và tìm lỗi sai trong bất kỳ việc gì mà bạn làm, thay vì cảm thấy tự hào vì những gì mình đã làm được. Bạn không thể cho qua những lỗi lầm của bản thân mà liên tục suy nghĩ về những gì bạn đã mắc lỗi. Niềm tin rằng bạn phải hoàn hảo trong bất kỳ việc gì mà bạn làm thường khiến cho bạn luôn cảm thấy không đủ tốt. Chính cảm giác bản thân không đủ tốt sẽ khiến sự tự tin của bạn giảm xuống và cảm giác thất bại tăng lên. Quá nghiêm khắc với bản thân phá hủy một người bằng cách khiến người ấy cảm thấy cô đơn và không có giá trị, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, dễ dẫn đến trầm cảm và rối loạn lo âu. Biểu hiện thứ 6, phá vỡ những lời tự hứa với bản thân. Bạn tự hứa với bản thân nhiều điều, cụ thể là những hoạt động, những thói quen sẽ giúp bạn tốt lên về sức khỏe, về tinh thần, về chuyện học hành, về công việc, về các mối quan hệ, nhưng bạn lại không thực hiện bất kỳ lời hứa nào trong những lời hứa đó, hoặc chỉ làm trong thời gian ngắn, trong vài ngày sau đó chán nản và bỏ cuộc. Biểu hiện thứ 7, từ chối tìm kiếm sự giúp đỡ. Bạn biết bạn đang cần sự giúp đỡ từ người khác và những sự giúp đỡ này là tốt cho bạn, giúp cải thiện hoàn cảnh của bạn, nhưng bạn vẫn khăng khăng không tìm đến hoặc từ chối bất kỳ ai ngỏ ý muốn giúp bạn. Biểu hiện thứ 8, ưu tiên những điều khiến bạn thoải mái hơn là những thay đổi giúp bạn tốt lên. Thay vì lựa chọn những điều giúp cải thiện sức khỏe, công việc, các mối quan hệ và biết rằng bạn sẽ cần tốn công sức, bỏ nỗ lực cho những lựa chọn này, thì bạn lại làm những việc khiến bạn thoải mái như dành thời gian xem rất nhiều những phim dài tập, hay lướt mạng xã hội quá nhiều, ăn rất nhiều những đồ đóng gói, đóng hộp, nhiều đường, không tốt cho sức khỏe. Bạn làm những hoạt động này để sao nhãng bản thân và tiếp tục trì hoãn những thay đổi giúp bạn tốt lên. Những hoạt động này có thể đem đến cho bạn cảm giác thoải mái tạm thời, nhưng lại không mang đến nhiều giá trị và không giúp cải thiện cuộc sống của bạn về lâu về dài. Biểu hiện thứ 9, thường xuyên tạo xích mích trong các mối quan hệ. Có phải bạn thường xuyên nảy sinh tranh cãi với gia đình và bạn bè, những người thân thiết chỉ vì những lý do rất nhỏ? Xích mích xảy ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu bằng một cách nào đấy, xích mích luôn xảy ra giữa bạn và những người yêu thương bạn, thì đây có thể là một biểu hiện của hội chứng tự phá hủy, cụ thể là bạn sợ hãi sự thân mật. Nếu trong quá trình lớn lên và trưởng thành, bạn phải trải qua những mối quan hệ khó khăn với cha mẹ, thì bạn sẽ không thể chịu được những mối quan hệ bình yên, mà sẽ thường xuyên tạo nên những sóng gió, rào cản và hỗn loạn trong các mối quan hệ gần gũi. Bạn sợ bị từ chối nên bạn có xu hướng đẩy những người yêu thương bạn ra xa để người ấy không có cơ hội làm tổn thương bạn. Đây là một biểu hiện không lành mạnh và có khả năng phá hủy các mối quan hệ của bạn cũng như chính bản thân bạn. Biểu hiện thứ 10, cuộc sống thiếu tổ chức, thiếu gọn gàng. Bạn có thường xuyên cảm thấy mọi thứ luôn quá tải và ngoài tầm kiểm soát? Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải trải qua những tình cảnh như thế này. Nhưng chỉ cần một khía cạnh trong cuộc sống của bạn thiếu tổ chức và không được quan tâm đến nơi đến chốn, nó sẽ gây ảnh hưởng đến những khía cạnh khác và thậm chí khiến bạn trì hoãn nhiều hơn. Cuộc sống thiếu tổ chức và cảm giác mọi thứ ngoài tầm kiểm soát thường khiến một người cảm thấy mất tự tin, chán nản và tuyệt vọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng một cuộc sống bừa bộn dễ làm cho chúng ta căng thẳng và khó chịu,
nồng độ hormone cortisol trong cơ thể tăng cao. Và lượng hormone này nhiều sẽ gây ra những vấn đề về sức khỏe. Bản thân mình đã từng có tất cả các biểu hiện liệt kê phía trên và mình khá chắc chắn rất nhiều hành động mà mình đã từng làm với bản thân và với người khác là hội chứng tự phá hủy. Mình đã từng tự hạ thấp giá trị của bản thân rất nhiều. Mình nghi ngờ những thành công mà mình đạt được và nếu mình làm một việc nào đó có kết quả tốt thì mình sẽ cho rằng là do mình gặp may chứ không phải là do mình có khả năng hay có thực lực. Mình từ chối mọi cơ hội công việc tốt đến với mình chỉ vì nghĩ bản thân không xứng đáng. Bên cạnh đó, mình cũng đã từng cực kỳ nghiêm khắc với bản thân và thường xuyên tự phán xét. Và mình sẽ trích nguyên văn cùng với các bạn những câu mình đã từng tự nói với bản thân nhé. Đó là: mày đừng cố gắng làm gì. Mày có cố gắng cũng không có kết quả tốt đâu. Mày không nhớ những lần trước mày đã thất bại như thế nào à? Mày không nhớ mày đã từng bị làm cho bẽ mặt và cảm thấy xấu hổ đến mức nào à? Rồi lần này mày cũng sẽ thất bại thảm hại như những lần trước thôi. Hay mình đã từng tự nói với bản thân những câu như: mày nghĩ mày là ai? Mày xem lại bản thân mày xem. Mày chẳng có giá trị gì. Người ta chẳng thích mày đâu. Đến đây mình tin chắc rằng rất nhiều anh chị, nhiều bạn và nhiều em cũng có trải nghiệm tương tự như mình, đã từng tự nói với bản thân những lời độc hại như vậy. Chưa cần biết người khác có nói những lời như thế với mình hay không, thì chính mình đã tự nói những lời tự hủy hoại bản thân, khiến tinh thần mình bị ăn mòn. Hơn thế nữa, mình không chỉ tự hủy hoại chính mình, mà mình còn hủy hoại những mối quan hệ, đặc biệt là những người yêu thương và gần gũi với mình nhất. Đáng lẽ đối với những người yêu thương và gần gũi mình nhất, đối xử với mình tốt nhất, thì mình nên đem đến cho họ những điều tốt đẹp, những cảm xúc, lời nói, hành động tốt đẹp nhất. Ấy thế mà, mình lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Vì lớn lên và trưởng thành trong môi trường hỗn loạn về mặt cảm xúc, nên mình không thể nào chịu được cảm giác bình yên trong các mối quan hệ. Mình thường tạo ra những xích mích và bất đồng chỉ vì những lý do rất nhỏ, không đáng kể. Mà không kiên nhẫn, không tôn trọng sự khác biệt, không thông cảm cho lỗi lầm, thiếu sót của người khác và không cho người ấy có cơ hội sửa sai. Mình không nhìn vào tất cả những điều tốt mà người khác đã làm cho mình từ trước đến nay, mà chỉ tập trung vào một vài sai sót của người ấy để chỉ trích, đào bới, nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của họ. Mình không bao dung và không cho người khác có thời gian để tự phản ánh, không cho họ cơ hội để bù đắp mà đẩy những người ấy ra xa, rồi lại trách móc rằng chẳng có ai yêu thương và quan tâm mình. Nếu bạn cũng trải qua những điều tương tự như mình vừa kể thì mình muốn bạn biết rằng đây là những hành vi không lành mạnh và chúng có khả năng phá hủy tất cả các mối quan hệ của bạn cũng như chính bản thân bạn, và người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là bạn. Hãy tưởng tượng bản thân chúng ta như một cái cây. Thay vì làm những hành động chăm sóc và yêu thương để cái cây ra lá mới và xanh tươi, thì với mỗi hành động tự phá hủy mà chúng ta làm, những chiếc lá của cái cây ấy cứ khô héo dần đi rồi rụng xuống. Và khi chúng ta chưa kịp để ý, thì cái cây ấy đã trụi lá và cằn cỗi từ bao giờ. Cũng tương tự như vậy với các mối quan hệ của chúng ta, những mối quan hệ cũng cần được chăm sóc như cách chúng ta chăm sóc những cái cây. Cây chỉ xanh tốt khi được cung cấp đủ ánh nắng, khi được tưới đủ nước sạch. Nhưng với những hành động tự phá hủy các mối quan hệ, chẳng khác nào chúng ta đang bơm thuốc độc để những cái cây ấy chết dần chết mòn cả. Trước đây mình đã từng nghĩ rằng những hành động mình làm với những người yêu thương mình là để khiến những người ấy tổn thương. Nhưng sau này trong quá trình phục hồi, mình mới nhận ra là vì đây là những hành vi tự phá hủy, nên người bị tổn thương nhiều nhất và phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp nhất chính là mình. Vậy thì có phải chúng ta sẽ sống với hội chứng này cả đời không? Mình muốn nói với bạn rằng không phải vậy. Có một tin tốt, đó là những thói quen tự phá hủy này không phải là bạn, không phải là tính cách hay phẩm chất của bạn. Chúng chỉ là những biểu tượng hành vi mà bạn học được từ trước đến nay và bạn hoàn toàn có thể thay đổi được. Thế thì chúng ta sẽ thay đổi những biểu tượng hành vi này như thế nào? Ở phần tiếp theo của video này, mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn những gợi ý giúp vượt qua hội chứng tự phá hủy. Bước 1. Nhận biết những hành vi tự phá hủy. Ở bước đầu tiên này, bạn hãy tìm ra tất cả những thói quen tự phá hủy trong cuộc sống của bạn từ trước đến nay bằng việc đánh giá thật một số khía cạnh sau.
Thứ nhất, bạn hãy nhìn lại những mục tiêu trong cuộc sống của bạn và tìm xem có mục tiêu nào bạn đã đặt ra từ rất lâu rồi nhưng chưa thực hiện không. Nếu những mục tiêu đó ngoài tầm với của bạn trong thời điểm hiện tại thì việc chưa đạt được là điều dễ hiểu. Nhưng nếu những mục tiêu đó trong tầm tay của bạn, bạn hoàn toàn có khả năng để thực hiện chúng nhưng bạn lại không làm gì để đạt chúng cả, thì rất có thể bạn đang tự phá hủy bản thân bằng thói quen trì hoãn. Thứ hai, hãy tự hỏi bản thân xem có phải bạn liên tục thất bại mà không rõ nguyên nhân là gì? Có phải bạn thường xuyên trì hoãn và không thể ra quyết định? Có phải mỗi khi bạn gần chạm tới một điều gì đó mà bạn biết là rất tốt cho bản thân bạn, thì bạn lại buông xuôi, không làm gì nữa và mất hết động lực? Nếu bạn trả lời có cho tất cả những câu hỏi này, thì bạn có thể thấy rõ đây là những hành vi tự phá hủy mà bạn thường làm từ trước đến nay. Thứ ba, bạn hãy nhìn lại tất cả các mối quan hệ xung quanh bạn, đặc biệt là các mối quan hệ thân thiết với bạn. Bạn có thường xuyên giận dữ hay tạo xích mích, bất đồng chỉ vì những lý do rất nhỏ không? Bạn có quá nghiêm khắc và đòi hỏi cao ở những mối quan hệ thân thiết không? Bạn có thường xuyên trao đi những lời nói, hành động, cử chỉ tốt đẹp, hay là bạn thường xuyên nói những lời chỉ trích? Có phải bạn không thể chịu được những mối quan hệ bình yên mà chỉ quen thuộc với những mối quan hệ hỗn loạn và sóng gió? Bạn có thường xuyên đẩy những người yêu thương bạn ra xa và không cho những người ấy có cơ hội gần và hiểu về bạn nhiều hơn? Nếu bạn trả lời có cho tất cả những câu hỏi này, bạn có thể thấy rõ rằng bạn đang tự phá hủy các mối quan hệ thân thiết với mình bằng những hành vi nào? Bước 2. Hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến những hành vi này. Sau khi đã nhận biết những hành vi tự phá hủy ở bước 1, trong bước 2 này hãy ghi lại những thói quen mà bạn muốn thay đổi, bao gồm suy nghĩ, cảm xúc và lý do tại sao bạn lại có biểu tượng hành vi đó. Viết ra là một cách rất tốt giúp bạn thực sự hiểu cặn kẽ nền tảng của những biểu tượng hành vi này và dễ dàng giúp bạn phá vỡ vòng lặp hơn. Sau khi đã viết ra những thói quen này, bạn hãy tiếp tục tự đặt một số câu hỏi như sau. Nguyên nhân cho những thói quen tự phá hủy này là gì? Có phải những thói quen này đã hình thành trong quá trình lớn lên, dựa trên những sự kiện thực tế bạn đã trải nghiệm trước đó? Những thất bại nào trong quá khứ đã dẫn bạn hình thành những thói quen này? Một vài những nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc một người có những thói quen tự phá hủy có thể kể ra như: sợ thất bại. Khi một người cho rằng thất bại là một phần của con người họ, việc tự gắn bản thân với thất bại khiến người ấy trở nên mặc cảm và người ấy sẽ làm mọi cách để né tránh những thử thách hay rủi ro có thể khiến họ thất bại. Cảm thấy không xứng đáng. Mỗi khi bạn đặt ra những mục tiêu thì luôn có một giọng nói trong đầu bạn nói với bạn rằng bạn không xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy. Áp lực xã hội. Tiêu chuẩn xã hội, áp lực đồng trang lứa hoặc kỳ vọng từ mọi người xung quanh khiến bạn có những lựa chọn không phù hợp với giá trị và con người thật của bạn, chỉ vì muốn hòa nhập và tránh xích mích với mọi người. Mong muốn kiểm soát mọi thứ. Bạn sợ hãi khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, ngoài những gì bạn từng trải nghiệm và những gì bạn có thể dự đoán được, dẫn đến việc bạn không dám đón nhận những thử thách, kể cả khi bạn biết rằng những thử thách đó là tốt cho bạn. Cảm giác thân thuộc. Bạn thường xuyên quay lại với những thói quen tự phá hủy kể cả bạn biết rằng chúng không tốt cho bạn, chỉ vì cảm giác an toàn và thoải mái mà chúng mang lại. Bước 3. Thách thức những hành vi này bằng những thói quen mới. Sau khi đã biết rõ những thói quen tự phá hủy mà bạn muốn thay đổi, cũng như hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau những thói quen này rồi, đây là thời điểm tốt để bạn làm bước 3, tức là lập kế hoạch thay thế dần những hành động tự phá hủy này bằng các thói quen mới tốt cho bản thân. Nói những lời tốt đẹp và tạo động lực cho bản thân. Việc bạn tự nói với bản thân như thế nào tác động rất nhiều đến cảm nhận về giá trị bản thân và hành động của bạn, đến việc bạn lựa chọn làm hoặc không làm một điều gì đó. Nếu bạn thường xuyên đổ lỗi, phán xét bản thân và chỉ tập trung vào những điều chưa hoàn hảo trong bất kỳ tình huống nào, bạn sẽ luôn cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không có giá trị và thất vọng về hầu hết mọi thứ trong cuộc sống. Vì vậy, mỗi khi bạn lại bắt đầu vòng lặp tự chỉ trích, hãy dừng lại và dành thời gian quan sát những lời bạn tự nói với bản thân lúc đó và chỉ quan sát mà thôi, để những lời nói này không phát triển thành một loạt những lời tự chỉ trích khác.
Sau khi đã nhận biết chúng và hiểu chúng có khả năng phá hủy sự tự tin của bạn thế nào, hãy dần dần thêm vào một vài những lời tự ghi nhận về bản thân. Bằng cách này, sau một thời gian bạn sẽ nhận thấy những lời tự phán xét giảm dần và những lời tự ghi nhận tăng lên. Cùng với đó, mức độ tự tin của bạn cũng tăng lên theo. Phá vỡ dần thói quen trì hoãn. Nếu từ trước đến giờ trì hoãn luôn là một thói quen cố hữu đối với bạn, thì cách để hóa giải thói quen này không phải là thay đổi thật nhanh và thật nhiều ngay lập tức, mà sẽ là những thay đổi dần dần. Ví dụ như, bạn luôn quen với việc ngay sát ngày hạn nộp bài mới làm, thì hãy cải thiện bằng cách chuẩn bị từ vài ba ngày trước đó. Hay đến giờ hẹn mới bắt đầu chuẩn bị đi, thì bạn hãy thay đổi bằng việc chuẩn bị 15 đến 30 phút trước giờ hẹn. Hoặc bạn thường xuyên trì hoãn và không cảm thấy muốn làm một việc gì đó mà rất cần thiết, ví dụ như chăm sóc bản thân hàng ngày, thì hãy nhắc bản thân dành 5 đến 10 phút cho hoạt động đó thôi cũng được. Những thay đổi dần dần sẽ tạo động lực để bạn có nhiều thay đổi lớn hơn trong tương lai nhằm phá vỡ thói quen trì hoãn. Xây dựng sự tự tin bằng việc đặt những mục tiêu nhỏ. Nếu bạn thường xuyên có thói quen phá vỡ những lời tự hứa với bản thân, thì bạn có thể cải thiện thói quen đó bằng cách này. Đó là mỗi ngày bạn hãy chỉ tự hứa với bản thân một điều mà thôi. Một điều mà bạn biết rằng rất tốt cho bản thân bạn. Và cả ngày hôm ấy, bạn chỉ cần hoàn thành một điều đó. Hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ. Ví dụ như, bạn tự hứa hôm nay sẽ ra công viên đi dạo, hay hôm nay bạn sẽ uống nhiều nước, hoặc bạn sẽ liên lạc với một người bạn thân thiết. Hoàn thành những mục tiêu nhỏ sẽ giúp bạn gỡ bỏ dần các thói quen tự phá hủy và cảm nhận về giá trị bản thân tăng lên. Sử dụng thời gian hợp lý. Nếu bạn có thói quen xem rất nhiều phim dài tập, lướt mạng xã hội rất nhiều hoặc ăn nhiều đồ ăn không tốt cho sức khỏe, thì bạn sẽ cần hạn chế thời gian cho những hoạt động này trong ngày. Ví dụ, nếu bạn thường dành hàng tiếng đồng hồ cho việc xem phim, lướt mạng xã hội, thì bây giờ bạn giảm xuống chỉ còn 1-2 tiếng mà thôi và dành thời gian cho những lựa chọn tốt hơn, những hoạt động quan trọng và cần thiết hơn, tốt cho sức khỏe và bản thân bạn. Ngoài ra, nếu bạn có một cuộc sống thiếu ngăn nắp, bừa bộn, thì đây cũng là dấu hiệu cho thấy bạn cần sử dụng thời gian hợp lý, ưu tiên dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng một vài khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Thiết lập những mối quan hệ lành mạnh. Nếu bạn đã quá quen với việc thường xuyên gây ra những xích mích và sóng gió trong các mối quan hệ chỉ vì những lý do rất nhỏ, thì đây là lúc bạn cần dành thời gian quan sát vòng lặp của những biểu tượng hành vi này. Mỗi khi bạn cảm thấy muốn nổi giận, bộc phát cảm xúc và muốn trút lên người khác hay muốn làm những điều khiến người khác tổn thương chỉ vì những lý do rất nhỏ, mình khuyến khích bạn không vội vàng hành động hay phản ứng gì trước những tình huống như thế này, mà hãy tách bản thân ra khỏi hoàn cảnh ấy và tự làm việc với những cảm xúc khó chịu bên trong bạn. Hãy suy xét thật kỹ xem những lời nói, cử chỉ, hành động làm tổn thương người khác như vậy có đáng không, đặc biệt nếu đó là người yêu thương bạn. Hãy chờ đến khi tất cả những cảm giác khó chịu qua đi và bạn ở trạng thái cảm xúc cân bằng nhất. Lúc đó mình tin chắc bạn sẽ cảm thấy may mắn thế nào vì đã không để cảm xúc bộc phát dẫn dắt. Hơn thế nữa, nếu bạn thấy rằng bạn đang ở trong những mối quan hệ không lành mạnh và bạn đã có ý thức cải thiện từ phía bạn, nhưng phía đối phương không nhận ra và không có ý thức thay đổi, thì bạn hãy hạn chế bớt thời gian cho những mối quan hệ như thế này mà đầu tư thời gian cho các mối quan hệ lành mạnh hơn. Những mối quan hệ mà ở đó có sự chia sẻ, lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, dành những cử chỉ, lời nói, cảm xúc tốt đẹp nhất cho nhau. Vì chỉ những mối quan hệ lành mạnh mới tạo nền tảng vững chắc để bạn phá vỡ những vòng lặp tự phá hủy và tạo cho bạn một môi trường an toàn để bạn tự do phát triển hết tiềm năng của bản thân. Vừa rồi mình đã chia sẻ cùng các bạn hội chứng tự phá hủy là gì, những biểu hiện của hội chứng này và những gợi ý giúp vượt qua. Mong rằng bạn có thể áp dụng thành công và nhận được nhiều giá trị từ những nội dung mà mình chia sẻ để cuộc sống của bạn thay đổi theo hướng ngày càng tốt lên. Hãy lựa chọn một cách tỉnh táo những lời nói, cử chỉ, hành động bạn tự làm với bản thân và với người khác. Nếu được như vậy, mình tin chắc rằng bạn hoàn toàn có thể phá vỡ những vòng lặp của thói quen tự phá hủy. Đến đây, cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thích video này thì hãy nhấn vào biểu tượng thích và nhấn đăng ký tài khoản YouTube của mình. Đồng thời nhấn biểu tượng chuông để được nhận thông báo về những nội dung mới nhất.
Ngoài ra, mình không chỉ hoạt động trên YouTube, mình còn hoạt động trên Facebook. Nếu bạn cũng đang sử dụng Facebook thì hãy thích và theo dõi trang Vườn Ánh Sáng mà mình cũng để liên kết dẫn đến trang này ở bên dưới phần mô tả. Hơn thế nữa, thời gian gần đây mình đã hoạt động TikTok trở lại. Mình có lập một kênh TikTok mới để đăng những clip ngắn của mình trên đó. Nếu bạn cũng đang sử dụng TikTok thì hãy theo dõi kênh Vườn Ánh Sáng của mình. Mình cũng để liên kết dẫn đến kênh này ở bên dưới phần mô tả. Sau cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn thật nhiều vì đã là một nguồn động lực để mình tạo nên những nội dung này. Chúc các bạn một ngày tràn đầy ánh sáng.